Nhà anh chồng mít thái, năm bán được bao nhiêu đâu à? Gần triệu trên trái, bán năm đủ tiền cưới dâu luôn mà. Ba anh chắc nông dân, không có thích đi nhậu nhà hàng với khách sạn, nên lại phải xây thêm khu sinh thái để mỗi cuối tuần lai rai với bạn. Anh có thằng cháu, không biết tả chiều, nên đành phải mua lai cam chơi tạm. Còn anh thì từ bé, không có tả nhiều, đầu làng của xóm biết anh là trai ngoan. Anh không có đam mê rượu chè cờ bạc, lâu lâu ít nhất thì uống được vài lon. Còn em là tiểu thư kiêu sa đài cát, mình như là móng chuốt mà chấm với xài non. Anh có cái đồng lúa, có cái vườn tàu, có thêm ao sâu để em nuôi thêm cá nè. Có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà, cho em về trồng thêm rau thêm giá. Chiều chiều mình ngồi nhìn dòng sông nước chảy nhâm nhi tổ yến, nghe nhạc của Đen Vâu trần trời chị nhiều yêu anh là hết sảy. Em ơi, hoa hậu cũng không bằng em đâu. Nhà anh chồng mít thái, anh chồng mít thái, đạt 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 mít thái, chồng mít thái, mít đạt đạt lộ mít thái.